Vỡ rồi. Gãy gãy cái mũi rồi. Gãy mũi rồi mọi người ạ. Hay xem. Có, hai người đang xem này. Xem từ lẫy luôn. Mọi người xem từ đầu đến cuối rồi. Chảy nước mắt rồi. Làm nước ép dưa hấu. Nước ép dưa hấu. Méo cả này rồi. Rồi không biết này ai xem chắc bảo ám ảnh. Ba em buồn mà mất. Em đừng xem, em đi về đi em ạ. Rồi, đây đi ra. Đây rồi này. Mà vẫn không vỡ được. Quên mất không đếm dây nhỉ. À, cười tách miệng luôn. Lộ 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 lộ. Tường của tôi rồi. Hoài này. Người nhìn cục này, to chưa? Hoài. Hoài. Lát bét luôn nhá. Bên trong lát bét luôn này. Chả có nước luôn này. Chả có nước luôn, lát bét luôn. Lát bét luôn. Chưa cả vào đây nữa. Đấy, chưa cả đây này. Đấy, lát bét luôn. Gọi là bóp hết nước luôn đi. Mới thế mà mới có 12 phút thôi. Được. Cái chỗ này không ăn này. Là 20.000 thì chết rồi. Ông nghe hết nước rồi rồi còn đâu mà ngon nữa. Các gì ăn bã đâu. Thì ở đâu nhỉ? Thì ở bên này à? Lát bét luôn quả dưa rồi. Đây, lát bét luôn. Lổ, tung tóe luôn. Thế rồi, từ kia mai phải lau rồi. Khổ thế. Ăn thử cái nào. Nó ở những cái chỗ mà buộc chun này nó như kiểu là hết nước rồi, nó ăn nó. Nó thế nào? Ăn nó sợ sợ. Như này bao nhiêu dây lan một cả bên trong này. Đống dây luôn này, mọi người nhìn toán dây là dây rồi. Video mình xin kết thúc đây nhé, xin chào tất cả mọi người, bye bye. Mai lại phải lấy sơn trắng xong bét cái này rồi. Rồi, bye bye, chào mọi người.